sáng lên giữa các gia đình. Nhiều đường trời hấp dẫn, cùng các tình huống hài hước. Đặc biệt, quý vị khán giả tham dự tại trường quay sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng của chương trình. Khán giả vui cùng của nhà chủ nhật được phát sóng vào 12 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Không ăn được gì, không làm được gì cả. Với lại vừa luôn thiết bị công chúng nên được bảo vệ răng miệng là cực kỳ quan trọng. Với lại thì bên có bà xã là giả thảo, thì từ khi có bé lại lên thì luôn tạo thói quen và đi về cho trẻ con để bảo vệ hàm răng chắc khỏe từ lúc còn nhỏ. Đó là rất quan trọng đối với người.